Đây của mình đó thì mình sẽ học về cái cũng visualization đúng không? Nhưng mà visualization cái hệ số tuyến tính ha, là cái linear algebra. Thì để mà visualize thì mình phải biết nhân vật của mình đúng không? Mình muốn visualize cái gì đúng không? Thì bây giờ trước tiên đó thì tôi đi basic, rất là basic ha, là vector đúng không? Đó. Thì nếu mà mình có n là một cái số nguyên dương đúng không? Và cái r đó là những cái số về số thật đúng không? Thì mình có là cái tập r đúng không? Ở trên cái tập n này đúng không? Đó, ví dụ như r là r3 đúng không? Là không gian 3 chiều, hoặc là r2 là không gian 2 chiều, và r1 là không gian 1 chiều. Đúng không? Đó. Thì cái n đó là cái triple của những cái số thật. Ha, đó. Nói ghê gớm thì thực chất ra ví dụ như là cái v này bằng cái n bằng 2 ví dụ đúng không, thì mình có v v lớn đúng không, cái vector đó thì có cái tọa độ của x đúng không, tọa độ của y đúng không, v lớn thì bằng cái v1 và v2 đúng không, nó thuộc r. Tại sao thuộc r bình phương? Tại vì cái v1 nó cũng thuộc r, v2 nó cũng thuộc r, bởi vậy này là thuộc r phải r thì nó viết thành r bình phương đúng không. Đó, nhìn định nghĩa thấy ghê gớm, thực chất là nó chỉ là vậy thôi mọi người ha. Nhưng mình không hiểu thì nhìn thấy nó ghê gớm, nhưng giờ hiểu rồi thì ổn đúng không ha. Vậy thì cái này của tôi á, là tôi có one dimension thôi ha. Đó, sorry mọi người, là cái r này là số thật, còn cái r này là cái r về mình lập trình đó ha. Đó, thì giờ mình làm sao mà mình định nghĩa được một cái array mà có bốn cái n bằng bằng bốn đúng không ha. Thì thật chất nó dễ dễ ẹt, v bằng c đúng không, như vậy thì mình ra cái bốn cái vector có bốn cái dimension, ok không, được không, này là ai cũng làm được đúng không. Đó, chỉ có một cái là giờ mình matching đúng không, giữa cái phần định nghĩa toán học ở đây nè đó với cái r của mình, ở trong r mình như thế nào thôi ha. Rồi, như vậy là cái n ở đây là bằng 4, là bốn dimension ha. Cái vector mình có bốn dimension vậy. Nhưng mà mọi người rất là khổ sở là mình viết ở trong ngoài á, cái vector thì nó là dạng cột của mọi người. Lúc nào nói vector là nó phải là cột. Con cột có nghĩa là sao? Nó có bốn hàng và nó có một cột thì người ta gọi là vector dạng cột. Nhớ như vậy nha. Ở trong R của mình á, thì mình phải viết như vậy. À, nhưng mà trong thực tế mọi người luôn luôn nhớ như vậy, có nghĩa là nó có bốn hàng. N thì bằng cái số hàng thì bằng 4, số cột thì bằng 1, nó là vector. À, bởi vậy là người ta hay lộn lắm. À, tại vì mai mốt mình sẽ học là mình viết tới tần tật nó theo cái dạng là V, người ta có viết chữ T ở trên là transpose, V transpose ở trên. Có nghĩa là cái vector cột này là nó sẽ biến thành vector hàng. À, có nghĩa là nó chỉ có một hàng đúng không, và nó có bốn cột nếu người ta viết V ở trên cái chữ T ở trên. Nhớ nha ha. Đó, nhưng mà ở trong R thì mình phải viết như vậy thôi chứ đâu có cách nào khác ha. Như vô trong cái V này, những cái V này á, mặc dù viết như vậy nhưng nó là vector cột đó mọi người, hay là giống như vậy nè, ok không, được không. Dạ. Rồi, bây giờ á, phải vẽ ra để cho mọi người xem chứ đúng không. Vector thì giờ con số nó như vậy nhưng cũng vẽ nó lên cái hệ trục tọa độ Euclid như thế nào đúng không? Thì đây tôi vẽ đó. Bây giờ mọi người để tôi đưa cái này, sorry, để đưa cho mọi người. Rồi. Mình em install cái em copy, em install cái bucket Matplotlib clip đó rồi em vẽ cho mọi người xem được không em? Mình ơi. Mình đây mình. Nhận đề cũng sẽ thấy thầy. À rồi, rồi.
Dạ thầy ơi, hồi nãy em không có nghe thầy nói gì. Hiếu làm được rồi em. Thì mọi người cứ install cái package đó đi mọi người, ai cũng install thử đi ha. Còn nó có vấn đề gì không thì đây mình trao đổi kinh nghiệm luôn. Rồi Rồi. Thì mọi người thấy đó, cái vector đúng không? Nó có lúc nào nó cũng ở hệ trục tọa độ cái một cái điểm của nó đúng không? Điểm ngọn của nó là ở hệ trục tọa độ là 0 0 đúng không? Và cái v của nó là 1 2 đúng không? Là x là bằng 1, y là bằng 2 thì là cái vector v là tại cái tọa độ 0 0 cho tới cái tọa độ là 1 2 được không? Ha, đó là cái vector. Là vector hai chiều thôi mọi người. Ở trong cái ví dụ ở trên thì cái vector kia nó tới 4 chiều lần. Mình vẽ mình đâu có thấy được. Đúng không? Mình chỉ vẽ thấy được cái vector hai chiều thôi. Cùng lắm mình có thể vẽ vector 3 chiều được, đúng không? Sử dụng cái plotly đó thì mình cũng có thể thấy được 3 chiều. Đó. Nhưng mà mình thấy hai chiều là dễ nhất ha. Rồi. Vậy là cái này chắc cỡ lớp 7 lớp 8 gì mình học chứ hả? Hay lớp 9 đúng không? Học vector cái gì đó. Rồi. Cảm ơn em. Thì mọi Dạ. người install được cái package đó rồi đúng không? Tại vì mình sẽ sử dụng cái package đó rất là nhiều ha. Mai mốt mình sẽ học cái eigen value rồi xong xuôi mình học cái SVD hoặc là mình học tất tần tật cái least square rồi mình cũng sử dụng cái package này để mình vẽ đó mọi người ha. Đó nếu mà không install được thì mốt không có làm được ha. Rồi. Rồi, sau khi vẽ xong rồi thì mình học tới một số cái vector đặc biệt đó, là cái vector zero hay là còn gọi là cái null vector có nghĩa là nó bằng không 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 hết đúng không? Ở trong không có gì hết. Thì ở trong R á thì mình có cái hàm là rep có nghĩa là nó biết cắt với chữ là replicate ha. Thí dụ như giờ tôi muốn có một cái vector có 5 chiều ông trọng đúng không? Thì tôi rep 0,5 đúng không? Thì tôi ra được cái vector 5 chiều. Ha, đó. Tôi muốn 10 chiều tôi cũng làm được. Đó. Mà tôi có thể thay số 0 để bằng số 1 nếu mà tôi muốn có vector 1 không. Ha, vector null hay là vector zero nó là một cái vector đặc biệt tại nó là trục tọa độ. Ha, rồi. Rồi, xong bây giờ mình có vector đặc biệt rồi xong xuôi bây giờ mình mới nghĩ tới chuyện là ở trong cái toán của vector thì mình có cộng vector đúng không? Trừ vector, nhân vector đúng không? Nhưng mà cái cộng trừ thì nó đơn giản quá bởi tôi không có bỏ vô đây ha. Cái đó mất công là mọi người nói tôi khi dễ mọi người đó bởi tôi không bỏ vô mấy cái đơn giản, tôi chỉ nói tới cái quan trọng là cái dot product ha, hay người ta còn gọi là cái scalar product ha. Cái dot có nghĩa là nó là cái chấm này nè mọi người ha, nó là cái chấm thì người ta gọi là dot product ha. Còn cái scalar product có nghĩa là hai cái này nó nhân nhau á, nó ra một cái con số, cái con số đó là một cái con số, bởi vì nó gọi là scalar. Scalar là nó không có chiều, nó là con số à, không có chiều, nó cũng không phải là vector nữa, nó chỉ là một con số thôi. À, thì đây người ta phân biệt với lại cái ROS đồ đó, cái dot là cái chấm đúng không, là cái mình đang học nè, nó sẽ khác với lại cái dấu nhân là cái ROS đồ đó. À, cái ROS đồ đó nó có ý nghĩa khác và nó ra một cái ma trận đó mọi người. Ha, đó hoặc là trong trường hợp này nó ra một cái vector đó chứ nó không có ra một con số ha. Đó rồi theo cái công thức này mọi người cũng thấy lần này cái dấu hai cái dấu này nè đó nó là cái chiều dài cái length á, ha, của cái vector. Thì đây cái length của vector u nhân cho cái length của cái chiều dài của vector v và nhân cho cos của cái góc giữa hai cái vector đó. À, thì cái này gọi là dot product đó. Nhưng mà dĩ nhiên là mình ít bao giờ mình sử dụng công thức này lắm mọi người. À, cái công thức này là công thức gốc thôi. Chứ thực chất ra là cái dot product đó thì mình lấy là ví dụ như mình ở cái vector u mình có là u1, ở trong đây mình có 3 chiều đi ha. Thì ví dụ nó 3 chiều, mình có u1, có u2 và có u3.
đúng không? Vector V thì mình có V1, V2, V3. Thì cái dot đồ đất của nó thì bằng cách là nhân ha, nhân từng cái giá trị của U với lại cái giá trị của V, là U1 nhân V1 cộng cho U2 nhân V2 cộng cho U3 nhân V3. Cái này là tổng thì nó sẽ ra một con số, bởi người ta gọi là scala rồi đó. À, còn cái đó là cái dấu chấm. Đó, mình gọi cái nào cũng được. Rồi. Và có một cái nữa là inner product nữa. À, cái inner product đó, có nghĩa là nó là y hệt như dot product thôi. Nếu mà mình sử dụng ở trong cái hệ đề càng. À, có nghĩa là mình có cái trục vuông góc với nhau đó. À, nhưng mà đôi khi mình không có trục vuông góc đâu mọi người. À, đó. Đôi khi mình có cái trục nó rất là đặc biệt. Đó. Inner product khi mà nó bằng dot đồ đất, scala đồ đất á, khi mà mình ở trong cái hệ trục của Euclid ha, đó cái hệ trục mà vuông góc với nhau ha, đó thì bởi vì tôi không dám để chữ inner, nó có ba chữ lần đó, inner dot với scala đồ đất là ba cái đó nó sẽ rất giống nhau ha, đó còn cái ROS đồ đất này là khác nhau ha, đó rồi được không, nhớ lại năm xưa chưa? Nhớ lại năm xưa chưa? Nhớ lại năm xưa chưa mọi người? Rồi. Những cái đặc tính như là dot đồ đất thì U nhân V hay V nhân U gì nó cũng giống nhau mọi người. Tại vì đây là cái này là con số mà chiều dài đúng không? Chiều dài nhân cho chiều dài nhân cho cos, hoặc là lấy cái chiều dài của V nhân cho chiều dài của U, hoặc là chiều dài của U nhân chiều dài của V thì giống nhau hết ha. Nhưng mà dưới đây thì nó học giống nhau mọi người ha, đó cái ROS đồ đất á, thì nó hoán vị qua cho không có được ha, đó nếu mà muốn hoán vị qua nhau phải lấy cái chiều dài của nó thì được, có nghĩa là tạo thành cái vector rồi mình lấy chiều dài nó thì được ha, chứ còn mà không lấy chiều dài chỉ lấy U nhân ROS đồ đất với B thì không hoán vị được, nhớ nha, hay nó khác với nhau đó. Tại vì nó là một cái vector á, mọi người, mà vector thì có thứ tự đúng không, cái này là x, cái này là y, cái này là z thì nó phải x, y, z chứ không có được đổi qua đổi lại được ha, còn ở đây nó ra một con số à, tính cỡ gì nó cũng ra một số bởi mình đổi được, nhớ nha ha, bởi vì đây là cái đặc tính đó. Rồi mình học xong vector rồi đúng không, mình học dot rồi đất rồi, cái bây giờ mình mới quay sang cái việc là hình chiếu ha, tại nó quan trọng đó. Cái hình chiếu này là cái nền tảng cho cái least square ha, bởi vậy là mình phải học cái hình chiếu của nó. Có lẽ mốt mình học cái regression đó, bài đầu tiên á thì mình phải học hình chiếu. Ở đây mình cái công thức hình chiếu đúng không? Đó, là mình chiếu một cái vector A lên trên một cái vector B. Thí dụ, sorry mọi người, tôi lấy cái hình không có đẹp. Đáng lẽ tôi phải sửa thành cái U ở đây. Thì đây là cái hình chiếu của vector A nè, chiếu lên cái vector U. Đúng không? Ha, mình học hình chiếu. Hình chiếu nó là cái gì? Ở đây tôi nói sơ để cho mọi người biết thôi. Là nó tìm cái khoảng cách mà gần nhất á, đúng không? Đó. Tại vì vuông góc thì lại gần nhất cái gì nữa. Đúng không? Mình cứ nhớ đi, mỗi lần cái gì mà gần nhất là nhớ là vuông góc. Đúng không? Vector A này nó theo cái hướng của vector U này á, nó không theo cái hướng được. Tại vì nó có cái góc alpha ở đây mà. Đúng không? Đó nó không nó có đâu có cùng hướng. Nhưng mà cái vector màu xanh lá cây này nè, là cái vector gần nhất đó của cái vector A này nè theo cái hướng của vector U ha, đó bởi vậy là mình chiếu xuống thì mình sẽ ra được là cái giá trị của vector A nè ở trên cái chiều của vector U là bao nhiêu, là mình ra được cái này nó gọi là projection của A lên U được không ha, cái này là projection của B đúng không lên A, còn trong đây cái hình này là projection của A lên U vector U nè ha, là cái gần nhất. Rồi, tại sao tôi lại nói liên quan tới lại cái least square? Tại vì trong cái least square của mình á, mình có cái hàm á, là y bằng ax cộng b, ví dụ vậy đúng không? Đó, thì cái đó nó không bao giờ nó có nghiệm á mọi người. Tại vì sao? Tại vì có nhiều cái nó không có nghiệm, nó không có thỏa nghiệm. Nhưng mà mình muốn tìm nghiệm nó cho bằng được, dù sao đi nữa cũng phải có nghiệm. Thì mình lấy cái gần nhất của nó, bản thân a nó không có nghiệm, đúng không? Bây giờ project nó lên. Đúng không? Thì cái projection của A này lại có nghiệm tại nó cùng chiều với lại cái Y mà. Ồ, cùng chiều với cái U mà. Ha? Từ đó thì chắc mọi người cũng không có hiểu được đâu. Nhưng mà bây giờ mình hiểu projection là cái gì trước, đúng không? Bữa sau tôi sẽ
trong cái bài bên Introduction to Machine Learning đó, tôi sẽ đi sâu hơn, cụ thể hơn. À, bây giờ bữa nay mình chỉ hiểu là rejection là cái gì. Cái màu đỏ đỏ ngay chỗ này nè mọi người, nó là cái error đó, là cái sai số đó. Tại vì sao? Tại vì A nó phải dưới đây đúng không? Nhưng mà bây giờ mình nói A là nó màu xanh vậy thôi. Còn cái sai số của nó là chính là cái khoảng cách này nè, là cái sai số này nè, là cái error đó mọi người. Ha. À, đó, bởi vì lúc nào á ở trong cái mình làm á prediction đó, đó, nó cũng có cái error hết đó. Là cái error là tại vì cái nó không phải là con A. Đó, tại con A nó có khác chiều với con U mà mình đâu giải đâu có ra nghiệm đâu, mà mình muốn có nghiệm, đúng không? Có nghiệm thì nó phải có một cái sai số gì đó. Đúng không? Đó, thì cái sai số là cái màu đỏ này nè. Được không? À, cái sai số là cái màu đỏ này nè. Đó, còn cái mà mình giải mình ra nghiệm á, đó là cái màu xanh này nè. Đó. Ha, đó. Rồi. Thì công thức của nó tính sao? Thì công thức của nó là khi mình rejection một cái vector B mà lên trên cái vector A thì mình lấy dot product của A nhân B, đúng không? Chia cho cái chiều dài bình phương của A, vector A, và nhân cho vector A bên ngoài vậy. Thì mọi người nhớ nha, rejection của B lên A đó thì chỉ B chỉ có một đứng có một mình một lần thôi, còn tất tật là của A hết trơn. Đó, ha, có nghĩa là cái tính quan trọng á là nó của cái A đó. Sorry, đáng lẽ tôi không có nên. Cái vector U này là cái quan trọng, cái rejection của B của A mà lên trên U á thì tất tật là điều của U hết đó mọi người. Đó, cái A nó chỉ có một cái nè. Đó, ha. Rồi, thì công thức này nó nói lên vậy ha, có nghĩa là rejection lên cái gì thì cái đó tức là thật là của cái đó hết. B nó chỉ có xuất hiện có một lần nữa, còn này A hết. Ha, đó. Rồi mọi người cũng nhớ công thức là dot product rồi đúng không? Cứ lấy tất cả những cái giá trị của cái này nhân cho x, nhân x của B nhân cho x của A, và y của B nhân cho y của A, rồi z của B nhân cho z của A, đúng không? Đó là theo công thức này ra cái feature. Đó. Còn cái chiều dài bình phương, đúng không? Chiều dài bình phương thì bình phương lên đây, cái đây có cái căn là mất cái căn rồi, đúng không? Như vậy thì nó bằng là cái x bình phương cộng cho y bình phương, x bình phương của A cộng cho y bình phương của A cộng cho z bình phương của A. Đó, là ra khoảng cách của A, đúng không? Còn vector A thì giữ nguyên lại. Tại vì rejection nó lên một cái vector thì nó vẫn là một cái vector đó mọi người. À, nó vẫn là một cái vector, bởi vì là mình phải có cái vector của này, có nghĩa là có x, y, z, cái chiều của cái vector này, đúng không? Tôi thí dụ ở đây mình tính, thí dụ như giờ tôi có là cái vector A thì bằng 0, trừ 4, trừ 2, vector B thì bằng trừ 1, 5, trừ 2, đúng không? Thì tôi thế số vào, đúng không? Ở đây tôi có 0 nhân cho 1, nhân cho trừ 1, đúng không? Trừ 4 nhân cho 5, đó, trừ 2 nhân cho trừ 2, đó tôi cứ thế số vào. Còn đây bình phương ở đây lên của A, vector A là 0 bình phương lên cũng là 0, đúng không? Trừ 4 bình phương lên, đúng không? Đó. Ủa? Hình như là bữa này bị ngược đó mọi người. Hình như là cái này nó bị nhược đó mọi người. Tất cả đều là của con B đó mọi người. Thầy ghi ngược á, thầy ghi nhầm từ B với A đó. Thầy đổi chữ bên tay trái rồi là được rồi thầy. Mọi người chờ tôi tí tôi sửa nha. Rồi. Ở đây mình chỉ thế số vào thôi mọi người ha. Ở đây là trừ 1 bình lên rồi cộng lại. Đó. Cái vector A bên đây đúng không? Thì lúc nào mình cũng phải giữ nó hết. Thì cuối cùng nó là vector.
một cái projection nó là một cái vector đó mọi người ha, chứ nó không phải là một con số, nhớ vậy nha. Rồi vậy là mình xong được cái quan trọng, rất là quan trọng cái này. Mọi người làm bài tập để nhớ nó thôi ha, để mai mốt là mình biết được là cái cách hình thành cái công thức này, đúng không? Bữa sau tôi sẽ nói với mọi người ha. Bữa đầu tiên lúc nào tôi cũng cho mọi người ví dụ và mọi người chấp nhận là bài tập và chấp nhận nó trước, rồi xong xuôi tôi sẽ chứng minh nó sao đó, như vậy đó, nó mới vô được đó. Chứ còn mà giờ đó, chưa gì nhảy vô chứng minh đó, là nó khó vô lắm đó. Tôi biết vậy bởi tôi lúc nào tôi cũng làm ngược lại mọi người. Có nghĩa là tôi cho ví dụ bữa đầu tiên thì cứ làm thử bài tập đó, xong xuôi bữa sau tôi mới chứng minh đó, vậy thì nó sẽ dễ hiểu, nó mới vô được ha. Rồi rồi bây giờ mình tới ma trận đúng không? Đó, mình sẽ học rất nhiều ma trận, tại vì tất tần tật data của mình là ma trận mà, đúng không ha? Ma trận thì nó là có n by n, nó không phải là vector. Vector thì nó chỉ có một chiều, nó chỉ có một cái thôi đúng không? Ở đây có hai cái m by n ha. Đó thì đây thí dụ như là vector đây là ba hàng và hai cột đúng không? Một hàng nè, hai hàng nè, ba hàng nè, một cột nè, hai cột nè ha. Đó thì người ta viết thành là ở đây đúng không, có 6 chữ r thì 6 chữ r thành 3 nhân cho 2 ha. Đó rồi thì đây là một cái ví dụ đúng không, tôi cũng hay lẫn lộn đó mọi người. Tôi mỗi lần nhìn vô thì cũng phải là nói là hai hàng đúng không, bốn cột đó, còn đây là bốn hàng bốn cột. Thì cái này á không phải là ma trận vuông đúng không, nó là một cái ma trận bình thường thôi đó, còn đây là ma trận vuông. Ma trận vuông có nghĩa là m bằng n đúng không? Có mình có thể viết là r m nhân m hoặc là n nhân n đúng không? Đó ma trận vuông đó. Ma trận vuông nó có những cái quan trọng của nó, ha, nó có những cái ý nghĩa quan trọng của nó. Thì mốt mình sẽ thấy được là thí dụ như là không phải ma trận vuông mình đâu có tính được reverse của nó, ha, đó mình không tính được, không tính được inverse của nó, ha, đó. Mai mốt mình sẽ có một cái bài riêng về inverse nó và visualize nó lên nữa mọi người, ha, rồi. Rồi thí dụ như đây là mình có cái ma trận là 2 nhân 4 đúng không? Đó, thì trong 2 nhân 4 này mình sẽ decompose nó ra thành 4 cái vector đúng không? Vector 11, vector 12, vector 13, vector 14, đây là 4 cái vector. Đó, là cái này là vector theo cột đúng không? Còn mình lấy vector theo hàng là ở đây mình có một cái vector, hai cái vector. Được không? Ha. Tại vì sao? Tại vì mai mốt mình sẽ nhìn cái mình sẽ nhìn cái linear, cái hàm, cái hệ phương trình của mình đó, mình có thể nhìn nó dưới góc độ của hàng và nhìn dưới góc độ của cột nữa ha. Ở trong tới tuần tật á, cái linear algebra này á, thì mình sẽ biết được nó có bốn cái subphase quan trọng nhất ha. Cái là column đó, cái subphase thứ nhất là column, thứ hai là row, thứ ba là null đúng không, của column, và thứ tư là null của row đúng không. Nó có bốn cái subphase như vậy. Thì bây giờ mình phải tập quen. Tôi biết được mọi người sẽ rất buồn cười đúng không, nó trời có gì đâu khó, đây 1, 1, 2, 2, 4 cái vector đó vậy đúng không. Mai mốt tôi sẽ cho bài tập cho mọi người sẽ thấy là lé con mắt luôn, cũng nhìn không ra ha. Cứ tập cho nó quen đi, cứ ngồi giống như tôi nè, vẽ lên 1, 1, 1, 2, 3, 1, 4 ha. Ở đây hàng đó, 1, 1, 1, 2, 1, 4 ha. Đó, nhìn thấy dễ lắm nhưng mà nó không có dễ đâu mọi người, mốt sẽ thấy được ha. Cái này thì giới thiệu cơ bản thì lúc nào cũng rất là nhìn thấy nó trẻ con ha. Đó rồi, rồi xong rồi, bây giờ mình có cái ma trận ha, mình có cái ma trận ở đây thì trong R thì mình làm ma trận như thế nào. Ví dụ như giờ tôi làm y hệt giống vậy đúng không, đó thì giờ tôi có là tôi để 1, 1, 1, 1 đúng không, 2, 1, 3, 1, 4, 1 đó. Nhưng mà giờ tôi cũng muốn có cái ma trận giống như vậy, tôi nói là có hai hàng và có bốn cột đúng không, đã có hai hàng và bốn cột. Thì bây giờ nó sẽ làm sao, nó sẽ làm là lấy 1, 1 là ở đây là cái này, giờ lấy 1, 2 là cái này, lấy 1, 3 là cái này, lấy 1, 4 là cái này đó. Tôi nói vậy để không phải là ở đây là làm khó mọi người ha, mà trong cái R nó hiểu vậy đó ha. Nó không, nó sẽ không lấy bốn cột
rồi bốn cột nó không lấy như vậy, lấy theo hàng. Nó vậy đó, một một đúng không, đủ hai hàng rồi, một hai đủ hai hàng rồi, một ba đủ hai hàng, một bốn vậy đó ha. Thì đây mình nói là number of row bằng 2 và number of column thì nó mới ra cái ma trận này ha, chứ còn mà mình không hiểu được á thì không làm, không ra được cái ma trận này được không? Ok không? Dạ. Rồi đó, nó hơi lằng nhằng tí xíu ha, mọi người tự ngồi nghiệm lại tí xíu ha, rồi mình làm cái ví dụ khác nữa. Ví dụ như giờ ở đây là mình có ma trận 4 4 đúng không, thì nó sẽ có là bốn cái vector cột giống như vậy và bốn cái vector hàng giống như vậy. Rồi nhìn lại ha, những cái ma trận 1 1 này quan trọng lắm mọi người ha. Mai mốt là mọi người nếu mà ở đây không biết có ai học cái đại số tuyến tính rồi, nó sẽ ra tới tận mấy cái ma trận, mình làm cái epsilon đó, có nghĩa là mình giảm xuống cái mình làm mấy cái pivot đó, cho dù ma trận em có nhiều số gì nữa thì mốt nó cũng biến thành mấy cái ma trận một với không này ha, hoặc là mấy cái số nhỏ nhỏ rồi đó, mình có thể làm giảm nó xuống được cái như vậy ha. Thì những cái này là những cái vector quan trọng ha, nó gọi là mấy cái norm, cái vector norm ha, đó là lấy rồi. Ở trong R của mình á, ngoài cái việc là mình tạo cái ma trận bằng cái lệnh này ra đúng không, mình còn có thể sử dụng cái R by hoặc C by đúng không. Thí dụ như bây giờ tôi có năm ở hai hàng rồi đúng không, hai hàng của tôi là hai hàng này rồi nè, đó có một cái vector là hàng này, có một vector là hàng này đúng không, thì tôi sử dụng không, cái đó không phải là vector mà là transpose của vector đúng không, đó thì tôi sử dụng R by đúng không. Còn nếu tôi có cái cột, ví dụ tôi có vector á, đó vector 1 này không, vector 1 2 3 4 không, thì sử dụng column by, by nó lại. Đúng không? Đó. Để mà access vô mấy cái element của một cái ma trận này á thì ở trong R nó sẽ cho mình là EJ, đúng không? Đó mình sẽ cho là ví dụ như là hàng 2 cột 3, đúng không? Hàng 2 cột 3. Hàng 2 đúng không, là hàng này, cột 3 là cái này, là số 3. Ha, đó. Thì mình phải biết để mình tự biết access nó như thế nào ha. Rồi mình subset cái ma trận lớn thành cái ma trận nhỏ đúng không, thì sử dụng mấy cái AJ này để subset nó ha, hoặc là mình có thể chọn cái vector ra, column ra ha. Thì ở trong R thì nó tương đối là dễ đó, tại vì nó không có cho phép cái index đó, của cái R nó không có cho phép là mình lặp lại ha, cái index nó phải unique, tất cả index nó phải unique hết, thì mình làm mấy cái này nó tương đối là dễ đó. Nhưng mà thí dụ em mốt mình muốn làm những cái tính toán nó phức tạp hơn đó thì trong R nó cũng chưa có làm được, nhưng mà trong Python á nó có cái NumPy, nó có cái pandas, mình có thể làm cái index nó bằng nhiều cái cột, nhiều cái hàng khác nhau, có thể là nó không unique cũng được ha. Nó trong cái pandas, nó trong cái NumPy nó mạnh hơn ha so với lại R đó. Nhưng mà đó về tính thiệt tôi cũng không cần phức tạp đến như vậy. Nhưng mà có những cái đồ check cần phải làm như vậy. Ha. Rồi. Rồi, thí dụ như bây giờ mình có một cái ma trận, đúng không? N by N, đúng không? Một cái ma trận bình thường. Đó. Thì mình sẽ không có tính được rất là nhiều thứ ở trong cái đại số tuyến tính, đúng không? Nhưng mà nếu mà mình có cái M bằng N đó, đúng không? Thì mình có cái ma trận vuông rồi đó. Thì mình sẽ làm được nhiều thứ. Ha. Và cái ma trận mà identity matrix này nè, đó là cái ma trận mà lúc nào nó cũng là bằng 1111 hết, thí dụ vậy đó ha, đó thì gọi là cái identity matrix. Rồi đáng lẽ tôi phải in cái hình ra, cái identity matrix đó là cái matrix mà ở cái pivot của nó, thí dụ cái hàng đầu tiên đúng không, nó bằng một đúng không, và tất cả những cái hàng còn lại nó bằng không, và kế tiếp cái hàng thứ hai nó bằng 1 và tất cả những cái hàng khác nó bằng 0 và cứ làm tiếp tục. Nó nằm ở trên cái đường chéo chính thứ nhất này nè. Đó. Ha. Oh sorry, cái đường chéo chính thứ hai này nè, cái đường chéo chính thứ nhất nó nằm ở đây nè mọi người. Chéo chính thứ hai này nè. Đó, thì nó gọi là cái identity matrix ha.
Rồi, cái identity matrix thì lúc nào nó cũng là mã trận vuông nha, mọi người nhớ nha, ha, nó là mã trận vuông đối xứng. Rồi, hôm nay bữa nay mình kết thúc ở đây ha, tại tôi có hẹn với bạn, ha, đó.